mình thích nhất là cầu thủ Công Phượng, sau đó là Lương Xuân Trường. Mình thấy Công Phượng đá rất là được, nhưng mà sau đó nếu mà huấn luyện viên Bác Văn Xeo mình có thể phối hợp đưa Văn Toàn vô trước giờ một xíu thì mình có lẽ là mình nghĩ là cái khả năng mình có bàn thắng sẽ cao hơn một xíu. Mình thích nhất là Văn Toàn, sau đó xong rồi mới tới là Công Phượng. Vì Văn Toàn, lối đá của Văn Toàn rất là có gì đó rất là bảo vệ đồng đội, và có lối đá nó có đôi chân của Văn Toàn rất là nhuần nhuyễn. Công Phượng và Văn Toàn hôm nay là tinh thần rất là tốt, chỉ vì năm hôm nay mình bên mình Việt Nam mình không may mắn thôi, nhưng mà mỗi lần cú dứt điểm nào vô khung thành của bên Myanmar thì đều là cú dứt điểm rất là chí mạng, nên mình nghĩ là do hôm nay Việt Nam mình không được may mắn giống như lần trước thôi. Mình không phục, tại vì đơn giản là trọng tài lần này không có công bằng, theo mình thấy là vậy. Có nhiều những lối đá bên Myanmar rất là xấu, hoặc là đáng lẽ mình phải đá phạt, nhưng mà bên trọng tài thì lại không đồng ý với cái vấn đề đó, và nên mình nghĩ là mình không phục trọng tài lần này. Chúng tôi biết bạn có nhiều lựa chọn và chúng tôi luôn là sự lựa chọn tốt nhất. Đăng ký kênh YouTube Báo Thanh Niên để cảm nhận nhịp thở xã hội đầy màu sắc trên màn hình của bạn.